Vâng, xin chào tất cả mọi người. Thì Lực Tàng lại tiếp tục cung cấp thông tin giật gân, thông tin bí mật để gửi tới tất cả mọi người đây. Những ai tin ca sĩ Phi Nhung đang còn sống thì vào đây nghe Lực Tàng nói. Chính xác, Phi Nhung đang còn sống luôn nha mọi người. Đang còn sống. Tất cả mọi người gọi điện cho Lực Tàng là cứ một ngày là không biết bao nhiêu là cuộc. Mà các cụ, các bà thì cứ hỏi rằng là bà cứ thấy là trên clip, trên video là người ta nói là Phi Nhung đang còn sống, rồi đang điều tra, đang bí mật để điều tra, rồi cho Bộ Công an, rồi cho Tổng thống này nọ để vào điều tra coi có ca sĩ Phi Nhung còn sống hay không. Thì Lực Tàng cũng xin nói với lại các cụ các bà như thế này: có ca sĩ Phi Nhung đang còn sống thực sự. Dạ, ca sĩ Phi Nhung đang còn sống ạ. Đấy, chắc hẳn nghe cái tin này là cái phía bên kia nó rùng rợn đó mọi người. Có ca sĩ Phi Nhung đang còn sống và chuẩn bị bay từ bên Mỹ về Việt Nam, đến với lại các con nuôi của mình, đến với lại người hâm mộ yêu mến chị ấy ở Việt Nam. Được chưa? Chuẩn bị rồi, mọi người chờ đợi cái giây phút chị Phi Nhung đáp cái chuyến bay từ sân bay Los Angeles về sân bay Tân Sơn Nhất Việt Nam để xuất hiện trước công chúng dư luận với một hình hài nguyên vẹn. Được chưa? Không đổi khác cái gì. Tụi nó đưa thông tin ở trên mạng xã hội nói rằng là có ca sĩ Phi Nhung phẫu thuật đổi gương mặt này nọ. Tào lao, tùm lum, không có, nguyên luôn. Đấy, cái chết của ca sĩ Phi Nhung là một cái giả thuyết, một cái gọi như là người ta đang đánh lừa cả thế giới, đánh lừa tất cả mọi người. Đấy, để tạo nên một cái scandal trong xã hội và dư luận, để cho báo chí có thể viết bài, để cho tất cả các trang mạng xã hội có công ăn việc làm. Được chưa? Còn chị Phi Nhung vẫn sống. Chị ấy bay về bên Mỹ, chị ấy chơi với các con, các cháu của chị ấy, xong rồi chị ấy lại bay về Việt Nam đó, để tiếp tục cái hành trình thiện nguyện đi cứu người, cứu đời và nuôi dưỡng các con của mình thành tài, đặc biệt là cưu mang anh họ Hồ. Được chưa? Lực Tàng nói rõ cho mọi người một lần nữa như vậy. Chắc hẳn thông tin này mọi người đều rất vui đúng không ạ? Nhưng sự thật thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Chưa có một người nghệ sĩ nào, chưa có một người nổi tiếng nào mà lại có những cái thông tin sống lại, mà Lực Tàng phải làm đến 4-5 clip để đính chính thông tin cho các khán giả trong kênh. Chắc clip này là clip mà nói Phi Nhung sống lại là phải đến clip thứ 4 rồi, thứ 5 rồi, mà tất cả mọi người vẫn chưa tin được là có ca sĩ Phi Nhung còn sống hay đã chết, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay giải quyết một lần luôn cho xong. Mọi người cứ tin tưởng rằng có ca sĩ Phi Nhung đang sống đi ạ. Chị ấy không mất đâu, chị ấy đang còn nguyên, chị ấy đang sống rất là bình thường bên gia đình và người thân, bên tất cả chúng ta. Dạ, không bao giờ mất được đâu, mọi người cứ yên tâm. Đó, thì Lực Tàng nói như vậy, mọi người đã hiểu ý của Lực Tàng chưa? Chưa có một người nghệ sĩ nào mà cái câu chuyện huyền bí và nó ly kỳ như thế là câu chuyện của ca sĩ Phi Nhung. Ở đây chắc hẳn rằng cái câu chuyện này là chúng ta phải biết được rằng cái nhân vật mà chúng ta đang nói đến là nó cao cả và nó độ lượng như thế nào, nó linh thiêng như thế nào, mà đến hiện tại bây giờ tất cả người hâm mộ trong và ngoài nước đều chưa tin rằng có ca sĩ Phi Nhung đã qua đời. Đấy. Tổ chức đám tang ở Việt Nam, cầu siêu ở Việt Nam, rồi đưa hũ tro cốt về bên Mỹ, đám tang ở bên Mỹ, và tất cả mọi người đều nhìn được cái hũ tro cốt của có ca sĩ Phi Nhung in hình, in chữ lên đó. Con gái trong gia đình, tất cả mọi người đều quỳ lại khóc lóc trước khi chờ đợi cái giây phút mà hũ tro cốt về bên đó. Như vậy mà đến thời điểm hiện tại bây giờ thì rất là nhiều những cái trang kênh cũng đã đưa lên nói rằng chỉ có một hũ tro cốt thì làm sao mà tin tưởng rằng có ca sĩ Phi Nhung đã qua đời. Hình ảnh chị ấy nằm viện đâu, hình ảnh chị ấy vào lò thiêu đâu, rồi rất là nhiều những cái chi tiết họ đưa ra để nói rằng có ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống. Thì như vậy Lực Tàng cũng mong tất cả mọi người cứ tin tưởng vào đó đi cũng được, và tin tưởng một điều rằng có ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống. Nhưng chúng ta hiện tại bây giờ cứ cho đó là một cái bí mật, một cái bí mật mà chúng ta không thể nào tìm hiểu được.
nó sẽ lưu truyền giữ mãi cái bí mật đó đến muôn đời sau. Như vậy thì hình ảnh của ca sĩ Phi Nhung cứ sống mãi trong trí óc của tất cả chúng ta. Và không có cái chuyện có ca sĩ Phi Nhung qua đời, không có cái chuyện có ca sĩ Phi Nhung đã mất thật sự, đúng không ạ? Nó lưu truyền mãi. Và đặc biệt những cái thông tin như thế này, nếu như thực sự được kiểm chứng và thực sự này nọ, thì liệu chừng cái fan đang chửi cố ca sĩ Phi Nhung tụi nó có run sợ hay không mọi người? Đảm bảo tất cả mọi người rằng là cứ lên những cái tin tức mà cố ca sĩ Phi Nhung còn sống thì bên phía đối diện kia nó lại càng ganh ăn tức ở, nó lại càng nổi cái cục tức ở trong người nó lên gấp trăm gấp ngàn lần. Tại vì sao? Tại vì sao cô ấy mất rồi mà lại cứ nói rằng là cô ấy sống? Tại vì sao tôn thờ cô ấy nhiều đến mức độ như vậy? Thì cái tội ganh ăn tức ở kia nó ói máu luôn đó mọi người. Nó tức á. Tại vì sao chị ấy lại được tung hô như vậy? Một người xấu xa như tụi nó nghĩ mà lại được tung hô nhiều như vậy. Tất cả mọi người ai nấy cũng đều yêu thương quý trọng và không tin tưởng rằng chị ấy đã qua đời. Đó, mọi người thấy sướng ở cái chỗ như này không? Bên kia nó càng tức, nó càng ganh ăn tức ở bao nhiêu thì những cái thông tin có ca sĩ Phi Nhung còn sống thì tụi nó lại càng tức bấy nhiêu. Cho nên á, những cái thông tin có ca sĩ Phi Nhung còn sống, chúng ta cứ tung lên, chúng ta cứ nói chị ấy đang còn sống, sống mãi trong lòng của chúng ta, sống mãi trong tim và ký ức của chúng ta. Và cái sự ra đi của có ca sĩ Phi Nhung là một cái sự bí mật, một cái bí mật không bao giờ được công khai, không bao giờ được công bố, kể cả tất cả mọi người cấp cao bên công an, bên bộ điều tra, bên tổng thống Mỹ, bên gọi như là những người mà có cái nghiệp vụ giỏi nhất để điều tra về câu chuyện này cũng không thể điều tra được và biết được rằng cố ca sĩ Phi Nhung đã mất hay chưa. Để cho những cái nhóm người kia biết rằng cố ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống, vẫn còn dòm ngó vào tất cả những cái hành động xấu xa của những cái người mà gây ra cái nỗi oan ức, cái nỗi gọi như là oan ức tật tận cùng cho chị ấy. Đến thời điểm hiện tại bây giờ mang tiếng là chị ấy đã mất rồi, đúng không ạ? Nhưng tụi ấy vẫn cứ môi lên tụi ấy chửi. Nhưng đến một ngày nào đó chị ấy có thể rằng là xuất hiện trước tất cả những cái nhóm người đó, đứng trên một cái sân khấu đầy ánh hào quang, và chị ấy cất lên một cái bài hát để đi sâu vào lòng người như trước đó. Và chị ấy có thể xuất hiện với những cái hình ảnh đi cứu trợ bà con, xuất hiện với những cái hình ảnh đang nuôi nấng những đứa trẻ mồ côi, thì thực sự chúng ta cảm thấy rất là sung sướng, đúng không ạ? Và tụi nó sẽ hết hồn, tụi nó sẽ hoảng hồn, và tụi nó sẽ biết rằng mình đã gây ra một cái nghiệp cực kỳ lớn. Và không lẽ đây là hình ảnh của chị Phi Nhung thực sự, và đây là quả báo của mình hay sao? Chúng ta cứ cho đó là sống địa. Tụi nó cứ nhắm mắt lại, đảm bảo tất cả mọi người, những người mà gieo ra cái nghiệp, gieo ra cái sự oan ức cho chị Phi Nhung và đang hãm hại gia đình của ca sĩ Phi Nhung, thì đảm bảo tất cả mọi người, họ nhắm mắt lại là họ sẽ thấy hình hài của cô ca sĩ Phi Nhung. Tại vì chị ấy rất linh thiêng và chị ấy đang sống mãi trong lòng của người hâm mộ, thì không khác gì chị ấy thực sự đang sống, và chị ấy sẽ dòm ngó những cái người mà đã gieo cái tiếng oan nghiệt cho chị ấy. Chị ấy sẽ xử lý, được chưa? Thì câu chuyện nó thực sự hoang đường, nhưng rất là nhiều những cái trang kênh đã đưa lên thì Lực Tàng cũng bắt buộc phải tin tưởng theo họ thôi ạ. Lực Tàng phải bắt buộc tin tưởng theo họ, tại vì họ đưa ra những bằng chứng xác thực. Họ nói rằng hũ tro cốt đó chỉ là một cái hũ tro cốt, ai cũng có thể có được cái hũ tro cốt như vậy. Đấy. Rồi rất là nhiều những cái bí ẩn khi mà có ca sĩ Phi Nhung nằm trong bệnh viện. Đấy. Không có một tình tiết, không có một cái chi tiết gì xuất hiện ra, đúng không ạ? Rồi cái khi chị Việt Hương đưa tro cốt về bên Mỹ làm tang lễ này nọ, thì cũng rất là nhiều cái uẩn khúc bí ẩn. Thực sự chúng ta cứ nghĩ như vậy là chúng ta vui mừng, chúng ta cảm thấy rất là vui, tự hào. Mặc dù Wendy Phạm hay là gia đình Wendy Phạm cũng đã lên tiếng nói rằng là chị ấy đã mất thật sự, nhưng chúng ta cảm thấy tự hào khi tất cả mọi người hâm mộ trong một ngoài nước ai nấy cũng đều nói rằng là có ca sĩ Phi Nhung còn sống và không bao giờ mất. Như vậy đó là một niềm tự hào vô cùng lớn cho tất cả những ai đang nghe và yêu mến tiếng hát của cô ca sĩ Phi Nhung, được chưa? Thì chị ấy sẽ mãi mãi sống. Và nếu như chị ấy có thực sự ra đi, thực sự mất mát đi, thì chị ấy sẽ được siêu thoát và chị ấy sẽ hãnh diện trước những cái hành động của mình gây ra, đã làm ra nha mọi người. Thì sau này tiếng thơm để đời mãi mãi, chị ấy sẽ được về với cõi Phật,
nương tựa bên cõi Phật và hưởng những cái gì tốt đẹp nhất mà cuộc đời chị ấy đã tạo ra cho nhân loại. Đúng mọi người. Như vậy ngày hôm nay Lực Tàng cung cấp cho tất cả các cụ, các bà, các ông, những ai mà chưa tin tưởng câu chuyện của ca sĩ Phi Nhung qua đời, thì tất cả mọi người cứ giữ trong tim mình một cái ý chí và khẳng định điều đó, rằng là chị ấy chưa có qua đời. Chị ấy vẫn đang sống, được chưa? Không cần phải gọi điện hỏi Lực Tàng nữa, không cần phải thắc mắc cái câu chuyện này nữa, mà cứ khẳng định một điều rằng có ai hỏi thì nói rằng chị ấy đang còn sống, được chưa? Chị ấy vẫn đang sống, không có mất. Chúng tôi cho rằng chị ấy đang sống. Đấy, cô dì chú bác cứ nói như vậy cho Lực Tàng, để xem coi cái nhóm bên kia nó có tức không. Những người đang ganh ăn tức ở với chị ấy thì lại càng ganh ăn tức ở hơn, khi đối thủ của những cái nhóm người đó theo bám không được mà họ vẫn đang sống nhẫn như, thì cái cục tức ở trong người tụi nó càng tăng lên, và có thể rằng là nó sẽ tăng sông máu, và người mất đi chính là họ đó mọi người. Đó là cái quả báo cho những cái người đó, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần nói có ca sĩ Phi Nhung đang còn sống thôi là tụi nó đã quê cái mặt rồi, tụi nó đã biết nhục nhã như thế nào rồi, đúng không ạ? Đến hiện tại bây giờ nếu như thực sự tính đồ đó là 2 tháng rồi, đúng không mọi người? Nhưng cố ca sĩ Phi Nhung luôn luôn động mãi trong trái tim của chúng ta, vẫn còn những clip đang sống, vẫn còn những tin tức đang sống. Chúng ta cảm thấy rất là tự hào về một thần tượng, về một người phụ nữ kiên cường, đảm đang, bất khuất và nhân hậu như chị Phi Nhung. Đó, thì ngày hôm nay là Tàng gút lại cho mọi người trong clip ngày hôm nay ngắn như vậy thôi. Có thông tin gì mà nếu như thực sự chị ấy còn sống, chúng ta cùng nhau ăn mừng và mở tiệc nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo ạ.